cũng là liên minh hàng ngày chúng ta chơi, nhưng hôm nay nó rất lạ, kỳ lắm. Ờ, cái gì vậy? Ê, đủ quái vật. Tao nói tao chưa từng chơi một cái game nào mà đủ mấy cái. Ôi trời ơi. Wow. Damn it. Mà thằng Kama đứng trong red làm cái gì vậy? Đủ mới có giúp rừng đéo đâu. Hello. Đồ. Phát kịp lúc nha. Yeah. À phải đứng lại cô vợ luôn hả? Chị luôn hả? Tao vậy. Vậy thì mày, vậy thì mày, mày phải trả giá cho cái điều đó. Trời ơi, thằng Kama sao bằng một cách từ kỳ nào đó. Lời luôn. Ôi, lộn nhẫn cá lẻ vậy. Trời, nó về cơ động bơi. Chịu rồi. Chơi game cầm nhận xịt bọt lên gì có động. Hèn vậy nó giờ nó đi everywhere. Ơ à, trời ơi, sao có cái tình huống đó được vậy Kama? Giết nạn, ừ. Theo. Không có bao giờ mà mình có thể chạy được cái pha này hết. Mày đã bị bắt. Mày dám anh thi qua đây không? Ta đang sợ đấy. Anh thi. Ừ. Trời dễ vậy. Trời ơi, tưởng qua đó rồi mới tìm tôi lực chi nhất tập lắm chứ. Sao kỳ vậy? Tao nói mày. Tao nói mày cái game nó bị lỗi kiểu đéo gì á. Ba lô em tính ra cũng khốn nạn. Thằng nhỏ kêu nhỏ đua 20 game liên tục rồi. Nó mạnh dạng nó té tương. Trời đánh mày chết. Cà lưu sành nó có kiệt sức rồi, mình đâu đánh lại nó đâu. Giờ nó dụ như con chó nữa. Này á. Trời ơi, cái gì nó vậy? Tao nó nhông chù mà. What the fuck? Rồi, tội hai cái tre luôn hả? Trời ơi, tao ấm lòng. Ê, mà tròn vai, nãy giờ gì là tròn vai chứ anh em? Nãy giờ cứ người bên kia chết là tôi chết. Tròn vai nhờ. Ê, cái gì vậy? Trời đủ. Quái vật. Sao tao có thể vừa ra tao chạm vô 5 con lính thiền lồn hay cái riêng bọc sau lưng tao nữa được vậy hả? Sao cái game kỳ vậy? Tụi bay có phải là đủ player không hay là cái gì vậy? Tao nói từ đầu là tao tròn vai. Gánh đủ cái này. Tụi bay nãy mới vô thằng nào cũng hồi tao gánh hết. Ôi chân này tụi bay tròn vai. Bố tròn vai luôn. Đồ mà né đẹp nha. Quá hay ha. Rồi. Tao nói tụi bay cái game nó lạ, nó kỳ lắm, cái game tao nói thiệt, cái game nó kỳ lắm. Tao chơi cái game mà tao chưa từng thấy cái game nào mà nó chơi hay như cái trò này. Nó là Liên Minh Huyền Thoại, tải ngay tại leagueoflegends.com.vn. Ông có chơi game nhái không vậy? Liên Minh bây giờ đang có hai version đó nha mấy ông nội. Có một cái server lậu á, đừng có chơi server lậu nha. Má mà cái server lậu chơi vui điên. Hôm bữa vô chơi cái server Liên Minh lậu, mới vô cho 3.000 tiền thay vì là 500 như Liên Minh mình chơi. Nạp VIP 5 mới vô cho 12.000, mua đồ ra hành mấy con gà, đồ đếp tin được.
Tao nói tao chưa từng chơi một cái game nào mà đủ mấy cái. Thôi đừng lên nữa, còn 2k sau lưng đó. Không phải e dậy gì anh, nhưng mà Amos sao không mang thanh tẩy vậy ạ? Phải chăng A có ý đồ chiến thuật nào đó? Ủa nãy anh giải thích phải mà. Phải chăng A sợ đối thủ thua? Rồi đừng có đi solo với thằng đó nữa. Đây đây đây. Kèo. Hay này rồi, Quy hay này. Rồi, ra, đam. Ra, đam, ăn. Alo. Đã nói ăn là ăn. Không có giỡn. Được. Chích mạng nó soi vô này thôi. Giỡn á. Ê, ăn nè. Vô. Ê, kìa, chuối kìa. Đam nè, ăn nè. Ao. Ăn không? Hiểu ăn à? Gì nói. Tỉnh chết ăn ngày cái nữa. Mà tao sợ tao nó chửi tao. Chơi. Hổn hổn quá mày. Hổn quá mày. Chơi game mày có thể thắng. Rồi, end game luôn. Dính mẹ tao đau rồi. Để tao hút mát. Đây, máu của mẹ hút đã đủ. Giết. Hất tung. Trời ơi, đủ với thằng Kama bán đồ. Trời ơi. Sao nó có lời như vậy được? Ông nội ơi. Đủ với sao mày như được Kama? What the fuck. Ghê vậy. Anh Ti, hai này xong chết là được rồi, chết là đẹp rồi. Ờ quên, ra số tăng mà. Rồi. Lồn hai game này nãy giờ nói bao nhiêu lần rồi. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Tao không giết mày thôi chứ, thấy anh em chơi game vui vẻ quá tao không giết mày thôi chứ. Kiên cái con ngựa đó đồ, tao giết bao nhiêu lần cho được. Tôi giỡn nha hai cái game. Anh phải giỡn nha hai game ơi, đừng có hồi đừng có giết tao nữa. Đấy, chiến đó bay. Rồi mày đi chợ hả mày? Ôi hết rồi, phải đó giờ xua sai rồi, giờ xua rờn nhà anh chí. Em đã cố gắng hết sức rồi, giờ xua à, không có gì phải buồn hết trơn á. Em không có gì em phải buồn hết trơn á. Em đã đánh quá hay. Tất cả là tại lùn ra gách. Tất cả tại thằng top.